Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em lại quay lại với kênh Kỹ năng Hàn Wedding nhé. Thì ở những video trước thì mình đã hướng dẫn anh em cái cách mà mình hàn, năn mỏ hàn và đi bộ kiểu như ở trên mặt phẳng ấy. Thì đến video ngày hôm nay mình sẽ lại làm tiếp một cái video, đó là hướng dẫn anh em cách đưa que hàn sau khi luyện được cái cách 1 ok rồi nhé. Cái bước đầu ok rồi thì anh em bắt đầu vào hàn cho que vào. Thì vậy hôm nay mình sẽ hàn cho que vào như thế nào, thì mời anh em đón xem cái video của mình theo cái cách hướng dẫn của mình nhé. Thì bây giờ mời anh em theo dõi qua cái màn ảnh camera phía sau. Ok, let's go. Về vấn đề dụng cụ ấy thì không có gì phải nói nhiều cả. Thì dụng cụ nó vẫn có như những cái video của hôm trước, là cần những đồ gì để mới hàn được nhá. Thì vì là cái video trước của mình thì mình vẫn hàn, bây giờ mình sẽ vẫn hàn ở trên cái video, cái phôi mà hôm ở video trước mà mình làm. Thì vì là video nó khá là dài nên là mình sẽ phải tách từng cái phần nó thật ngắn, để cho ngắn lại để cho anh em có thể theo làm sao để mình có thể hàn được nhìn được rõ nhất nhé anh em nhé. Anh em cố gắng theo dõi cho nó từ đầu đến cuối. Thì hôm nay thì mình sẽ cũng là một vẽ một cái mặt phẳng, cũng là vẽ một cái mặt phẳng ở trên này anh em ạ. Đây là hai cái đường thẳng đây. Thì mình sẽ hàn một điệp phát như thế này. Sau khi anh em luyện chơi rồi, mình sẽ hàn kiểu như này. Đấy. Anh em mà chưa quen tay sẽ trượt này. Đấy. Mình sẽ hàn một kiểu như này nhé, kiểu ngang như này. Đấy. Và một kiểu nữa là kiểu như thế này, kiểu như này nhé. Vẫn hai kiểu đấy. Đấy. Làm sao trong hai cái kiểu đấy mà hướng dẫn anh em suốt quá trình hàn, từ hàn ống nhé, hàn những cái vật mỏng, làm sao là đúng hai cái kiểu như thế này thôi. Có hai kiểu này thì còn một kiểu nữa là kiểu như thế này. Đó, kiểu như thế này thì mình sẽ có một bài làm riêng một cái kiểu đi kiểu như này, và có kiểu chấm ngắt nữa cơ. Nhưng tùy vào từng loại, hôm nay chỉ hướng dẫn anh em hai kiểu như vậy. Đó, như thế này. Thì bây giờ bắt đầu mình lại lại tiếp tục nhé. Thì điện thì ngày hôm nay mình vẫn để như vậy. Đây là que như này nhá. Đấy, kìm như thế này. Anh em để tầm như này. Anh em nhớ là tí nữa theo dõi cái dòng chảy ấy, thì anh em có thể nhìn rõ hơn. Thì làm sao là mình cách mình vì hàn này mình chỉ đặt que thôi, cũng ta cũng chưa phải bón. Hàn bón là khi mà chúng ta phải kéo vát mép rãnh các thứ cơ, thì chúng ta mới phải bón que. Thì bây giờ thì mình cứ đơn giản trước nữa, luyện từ đơn giản. Thì anh em đi nhớ là khi mà vẩy sang phải, vẩy sang bên này cái là mình chỉ dòng chảy sang vát là mình phải hất lại luôn nhé. Đừng dừng lâu quá, dừng lâu quá nó sẽ bị gây ra những cái lốt undercut các thứ nhé. Đấy. Ok. Tất cả và cả kiểu như này cũng vậy. Anh em cứ làm sao nhịp điệu. Đấy. Thì bây giờ không để anh em chờ lâu nữa, thì mời anh em vào xem luôn video của mình nhé. Mình sẽ hàn từ đoạn này tới. Làm hai đường cho anh em coi.
đừng có đi nhanh quá mà que không kịp chảy đâu nhé. À, mới tập thì cứ tông cũng được, không vấn đề gì cả. Thì hàn thẳng này, chúng ta khi mà có cái dòng cái xe ấy thì chúng ta hàn thẳng nó sẽ dễ. Còn làm trên mặt thẳng này mình cứ luyện làm sao cho quen tay ấy. Tay thả lỏng qua. Nắp sang cái này đừng có lắc nhanh quá que không kịp chảy ấy. Hoặc là kim nó sẽ bị mắc đấy. Mắc cho cái que nó sẽ bị chập. Anh em có thấy rõ không? Đấy, cơ bản là như thế này. Nếu mình tập que thì việc đi theo nó thôi, chứ không cần phải bón vào cả, vì đây là trên mặt phẳng. Anh em nghe những đoạn cuối anh em mình dừng nhé, dừng gác này để tìm một đoạn cho nó nhấc lên. Dừng này, giữ khoảng độ 2-3 giây mình. Rồi. Đấy. Anh em thấy chưa? Cái phía đằng sau thì khi mà mình lúc mình hàn anh em sẽ có hàn ngang như này, anh em sẽ xem được tay của mình như thế này nhá. Sẽ xem được tay của mình di chuyển kiểu như thế này. Đấy. Đấy. Còn hàn như thế này thì anh em lại xem được tay của mình như thế này. Đấy. Như thế này.
mình sẽ chỉ như thế này thôi, đánh nắc sang phải sang trái như này. Nắc kiểu như này. Anh em chưa? Đây, mình vừa mới hàn, anh em có thể nhìn thấy hai kiểu chưa? Cùng hàn lên trên này nên nó cũng hơi khá là nóng. Đây, anh em nhìn này. Đây nhá. Đặt que, hàn que 3.3 ly 2. Anh em có thể nhìn thấy. Tuy nhiên là anh em cứ luyện, nếu anh em mới cứ luyện là sẽ ok nhé. Anh em cứ luyện là anh em sẽ hàn được. Thì video ngày hôm nay đến đây mình cũng xin được tạm dừng. Chúc tất cả anh em mà xem được video ngày hôm nay lại biết được thêm một cái cách nữa cho cái quá trình học tập hàn tích của mình nhé. Thì anh em nếu thấy hay thì đừng quên dành cho mình một like, một ủng hộ, đăng ký ủng hộ kênh để cho mình lại có động lực làm thêm video kế tiếp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.